Chào các bạn nha. Con Thu sáng đi chợ mua con nửa con vịt về ướp. Bữa nay làm vịt nước chao đúng không? Đó, con Thu đang cắt ra để nướng, cái này mình ướp mà mình để khoảng nửa tiếng 1 tiếng các bạn cho nó thấm. Như gì vậy? Vịt to. Mà nói ra các bạn nghe chuyện Thiếu Lâm nó mua con vịt mà nó quên mới các bạn coi để coi chịu nề nói không? Nó về tới nhà luôn, nó ăn bánh rồi xong rồi mới nhớ hỏi chỗ ủa con vịt đâu? Đời nói không? À, nó đang cắt ra, Út Thu đang cắt đó. Ngồi chuẩn bị ướp. Nhẹ thôi. Có một sự cục cặt nhẹ thôi. Bởi vì nó giờ đúng như giờ ăn đậu. Ngon. Da kêu kinh khủng. Em nướng em để miếng bự bự á, đừng nhỏ quá nó không ngon. Nướng rồi xong mình ướp mình ngừa ăn, mình xé ra ăn nó ngon. Đừng cắt nhỏ quá không có ngon đâu. Mình ướp cái này mình đợi cả tiếng hồ rồi đâu sao đâu, nó thấm hết. Nghe kêu kinh khủng. Này là nửa con vịt đó mà. Tại chiều nay chắc mình có thu với vô nghĩa ăn à. Mới nữa mua nửa con thôi chứ mua con ăn đâu hết. Nó lại tụng gà Út Thu chưa có đỉnh luôn. Khổ quá ha. Nghe kêu kinh khủng. Này ướp với gì chao à. Cái đó là gì? Khổ gì đỏ đỏ đó. Thực tế. Sao về sả tế này thông dụng quá dữ vậy ta? Cái này gần hết cho nó ác một cành. Cành lo. Cành lo. Thôi tiếng Anh tao như gió mày nào giờ mày biết rồi. Đó bụng ngọt. Rồi nửa co, nửa gì này ba người ăn hết thôi trời. Nó cũng to to. Vịt chà bá luôn à. Cái này vịt chim hay là vịt ấy thôi. Vịt đồng quá hả? Trắng trắng lắm, không có gì xem đâu. Giống mấy con vịt mình nuôi á. Vịt chà đồng mà. Đẻ. Bỏ gừng vô. Gừng này là chỉ có thử mùi cho vịt thôi. Thử mùi cho tanh hay không? Gừng này đào sao nhà. Nhà mình gừng nhiều. Này khoảng để khoảng tiếng mấy cho nó thấm như vậy hết. Rồi thấy em nướng. Mà vịt này vịt mày món vịt mày kho kho rồi nghe cũng ngon. Vịt chao. Nhớ hồi xưa cuộc sống khó khăn thường ăn chao. Chao. Chao này ăn cơm cũng ngon á. Giống như đậu bắp rồi ha, như cò luộc rồi á. Sạch tế. Miếng sạch tế. Chiều này mà nướng món này chắc Nghĩa ăn mệt xỉu luôn á. Ăn đắm đuối luôn á. Rồi nó có mùi thơm nữa. Món này nhìn có vẻ hấp dẫn à, ngon à. Cần lo à. Ngon ngon. Hạt nêm. Đó, dần ít hạt nêm vô. Xong bột ngọt. Nhận cứng như vậy. Phải có tay một à. Dính chứ, dính. Ngọt, ngọt ăn nhiều quá không có tốt. Đó, là ướp. Có sả tế rồi cái màu nó đẹp ha. Cái màu giống như kiểu như hồi xưa cà ri á, màu cà ri á.
Đó bạn, quá đẹp luôn, những màu này. Đó. Đó. Màu không để xả tế vô cái màu nó đẹp cực kỳ, gừng nữa. Nhẹ bạn, kiểu màu giống đại khá giống như màu nhẹ vậy đó. Nhìn miếng thịt nó hấp dẫn. Cái nướng mà nhìn khi thịt nó trắng nhìn ăn cũng thấy ớn ớn ghê. Rồi ướp xong vậy mình để khoảng tiếng gì đó cho nó thấm như vậy hết rồi bắt đầu mình nướng. Rồi sau khi mà vịt mình ướp nó thấm như vậy khoảng tiếng mấy rồi đó các bạn. Bây giờ ông Thu chuẩn bị bỏ lên dĩ nướng. Có Nghĩa nữa nha. Nghĩa chào mọi người ơi. Nghĩa nay hết bệnh rồi, quậy quá. Ra khang tiếng luôn. Hồi ơi, dịch này ăn sao hết? Nghĩa hết không? Hết. Hết. Rồi Nghĩa dữ dằn ra, tuyên bố câu mạnh miệng dữ ta. Nửa con dịch chập ba. Nhiều quá. Rồi nó mở nó nhiều xèo xèo. Mới vô đó thơm liền rồi. Mới vô thơm liền phải không? Lực nồng phải không? Có mùi sả tế. Ở đó còn nghỉ thơm luôn rồi. Đó, đùi nè. Cái này bỏ đảm ăn ngon nhất nách luôn mà. Bữa nào mình mặn con gà nữa, nướng nữa. Gà mẹ mình kêu mặn nướng thì nó ăn mỏ, nó mổ ổi quá trời mấy con gà mày nè. Còn mấy con gà con chuồng bị nhốt lại đỡ. Đó, nó kêu quá trời kêu. Con đừng ngáy ra Nghĩa, nó bụi không đó Nghĩa. Ồ, khói nghịch ngu, mình ngu, mình mù. Ồ, khói bay kinh khủng không? Xèo, xèo. Cái này hồi chịu sao nổi, không phức. Ồ, ồ. Ồ, ồ, mà. Ồ, mở này nhiễu rồi, xèo, xèo. Ồ. Nghĩa ngồi bên kia đi Nghĩa. Con ra bên đây nè, nó nóng rồi á. Khói nó bay về bên con, qua bên đây nè. Ra bên kia bên dưới giác kìa. Ủa các bạn nghe không? Xèo xèo luôn. Ui, hấp dẫn quá, quá đã, quá đã. Mỡ. Mỡ các bạn, mỡ cái vịt á. Mập quá, vịt mập quá. Khói bịt mù luôn. Bữa nào đốn bộ mía thì chổng xay thôi. Xay lấy nước uống. Trong thời gian đợi là ai làm mình uống nước thôi. Nước mía này ông Thù sáng đi mua vịt là sẵn mua mía luôn ạ. Mời các bạn nha, nước mía. Ôi mở xèo xèo luôn mẹ ơi. Mở quá trời. Vịt này mập quá mà. Đó. Quá con vịt quá mà. Quá mập cái cục khen này. Ôi con cua này nha. Tâm tâm. Ồ xèo. Chết rồi. Ủa đâu ra người ta bắt được hay vợ, sao để đây? Ủa. Hả? Mình để con này ở đây nữa. Mỡ nó chảy quá trời luôn à. Không sao đâu em ơi, lại mỡ mà. Thôi dụng này đi. Mỡ nhiều lắm phải cháy. Sợ nó khét nè. Khét rồi khét. Rồi đã nó khó, nó khó sao con quậy qua đó Nghĩa. Ừ, xèo xèo. Quá trời. Nghịch mập quá mà. Ui nhìn hấp dẫn quá, thơm quá. Thơm mùi sả tế á. Bụng kêu ói 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 à. Hấp dẫn không? Ồ. Khói bay mịt mù luôn. Mùi ghét hả? Rồi trong thời gian chờ đợi mình sẽ đào bánh tét ăn cho Nghĩa. Nghĩa ăn bánh tét không? Bánh tét chặt cuông. Chuyện qua ba mẹ mình đi đám cưới Suy Gia với chặt Trà Vinh đó. Đặc sản Trà Vinh. Để em thử coi. Nghĩa không ăn hả? Bánh chát bánh tét cà chặt cuông này ngon lắm Nghĩa. Bánh tét này nổi tiếng ở Trà Vinh đúng không ạ? Ủa cái đồ bánh tét chặt ba. Thử làm sao? Ủa nhưng các bạn đẹp à, thịt nhừng quá trời luôn, thử làm sao ngon không?
để Thu làm mình ăn ăn à. Khói quá trời khói, mở nó đi, nó nhiễu á. Rồi chuẩn bị 5 giờ đài phát thanh. Mời các bạn nha. Thử làm sao. Không nhận nếp nó dẻo thiệt chứ. Phải không nhận nếp nó dẻo thiệt. Rõ nó mẹ hơn. Ngon. Ủa nhiều kinh khủng không? Mở dịch nó mập quá. Quá quá. Cũng thủ làm rồi. Mình ăn ăn. Thế giới số mình khổ lắm nha các bạn. Nó đi học sau này nó lớn, nó đi học có tiền. Hồi xưa mình đi học cũng đâu có cắt này đâu. Nó đi học cái bên cầm tay cái bình nước rồi thôi. Đi học còn đi bộ không. Rồi đó mình đi học á, nhớ mỗi lần đi học á. Mình từ cấp 1 còn đã nha. Lên cấp 2 là mình đi bộ 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới trường. Tính là mình đi mình về là 3 tiếng đồng hồ. Đi bộ rồi nha, không có xe. Hồi đó cuộc sống khó khăn. Ý mà hồi xưa mang dép tổ ong cái gì không á. Mà xưa đâu ít nào đứt nó mòn gót lắm. Đồ nước quay không, tại xưa đâu có đường nhựa đâu mòn. Đi chìm mưa rồi dính sình á. Đi dở rồi nó bị dở qua dễ đứt lắm. Mà xưa mỗi lần nước quay là lấy dây kẽm cuột lại. Mà đi nó cắn dây kẽm á, đào chân bà cố luôn. Mình cũng cố gắng đi chứ sao vậy. Nghĩa bữa nay luôn đời mới ta. Chừng nóng con á. Nóng không? Nghĩa bữa nay cũng làm được việc ghê không? Nghĩa giỏi lắm chú bộ. Khói bay mịt mù luôn. Mở xèo xèo. Ôi giờ thơm phức luôn các bạn ơi, thơm nực nồng luôn. Bụng kêu ói ét à. Ồ khói. Ồ. Mỡ quá mà ăn dịch mập. Xèo. Vàng cháy nó dẫn nó nhìn nó dẫn nó đi. Này hồi Nghĩa ăn lát. Láng hết luôn quá. Con đừng đi ra làm sao, mấy bữa trước ông Út mới xịt cỏ đó, nó ra nó ngứa chân con đó. Nó mục quá. Chú Giang nó còn nghe không? Rồi, tiểu gần đây nè. Đừng đi ra cỏ nó sẽ bấy xịt thuốc á. Vậy con giọng hò té giờ. Ủa thơm bạn ơi. Nhớ xèo không? Hấp dẫn quá hấp dẫn. Nửa con vịt. Út Thu nó chưa lãnh lương mới đi mua có nửa con vịt. Mà ba người ăn nửa vịt muốn lỗi con bán họng rồi. Quá trời luôn. Ba người. Ai chừng nào mà lãnh lương Út Thu? Không biết. Quên rồi.
Mày sợ tao bóp cổ mày gì? Tiền vô túi mày dễ gì ai bóp cổ được. Bóp tay chán rồi. Vô giá đang quay phim con đừng có ôm, đừng có lắc con nhé. Ôi, quá ngon, hấp dẫn rồi, thơm phức luôn. Nực nồng. Ta thấy cái món gì thôi, vịt tìm thuốc bắc gì thôi, vịt gì? Vịt tìm gì đó, món ăn thường thường đám tiệc á, thường nấu. Mà tao phát nướng gì hơn, cái gì cũng vậy, tao phát nướng à. Chè hả? Chè, bên nào nấu? Chè nóng quá. Mà nó nói tao phát đồ nướng à. Nướng thịt nó nguyên chắc, nó thơm, nó ngọt. Chừng nó khét kìa, miếng giữa. Mới chả. Ồ, xe ố nổ. Nhìn khoảng nó công nhận nó hấp dẫn bà ơi, nó ngon thiệt. Chưa ăn bị thấy cảm thấy giác nó ngon, nó thơm á. Đồ nướng là thơm. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Ồ, thơm quá. Ôi, cái miếng thịt thì đã không? Thơm quá tôi ơi, chịu hết nổi rồi. Quá thơm, quá thơm. Nghĩa chuẩn bị chiến đấu Nghĩa ơi, chuẩn bị chính này Nghĩa ơi. Ồ, nhìn thịt vàng cháy. Nhìn thơm dẫn quá. Nó thơm. Ngực nồng. Một hồi tan cái chân ta u cái đằng đó trước có một cái đùi làm sao vậy chia nghĩa nghĩa con vịt này có một có nửa con có một cái đùi làm sao chia có một cái đùi à rồi sao chia con vịt này nè có một cái đùi rồi sao chia được ba người hả mấy bạn ui cái đằng hả nghĩa ui cái đằng hả sao sao chia có cái đùi sao chia đủ ba người và nghĩa ăn nào nính. Này hả ừ. Rồi có cái đùi rồi sao chia tôi ghét ăn cái đùi nhỏ xíu tôi không ăn cái đùi bự này nghĩa nghĩa chỉ cho anh ăn cái này thôi cái này rồi các bạn thấy không chính rồi các bạn ơi chuẩn bị chiến đấu thôi quá thơm hấp dẫn luôn nóng đó từ từ con nóng hết nóng rồi mới nhắc trên bếp xuống đó mà cũng nóng coi chừng nóng tay đừng khóc nha quá hấp dẫn ồ vây nóng cục này không nóng thơm phức nhìn thấy hấp dẫn rồi bụng kia ót ót nghĩa chưa mời ai hết trơn mời mọi người cái ai mời mọi người trời ơi mời mọi người quất rồi cái gì con mời ba con chiến đấu luôn rồi quá thơm bạn ơi thơm phức luôn á cho coi cục này nóng hay nào chừng nóng còn nó mới lấy xuống bếp xuống á lửa than xuống nóng á đây để chiến đấu thôi vào vị trí chiến đấu à một chú vét cái đùi này chỉ là chú vét của chú vét cái này để chỉ vô coi là của con lộn cái này nó chỉ không chỉ có ai hết cái này chỉ bao phù là của phù cái bự này nó chỉ bao phù là của phù còn đây của con chưa đây cần cái chú vét luôn nha để thu cắt ra kìa nhỏ nhỏ dễ ăn ngồi nóng úp đầy được đấy nó nóng á nghĩa ăn từ từ thôi rồi mời các bạn luôn nha bạn ngồi ăn nhìn thấy hấp dẫn rồi thơm quá mà lên thử coi coi chừng nóng nè coi ăn cái nào mời các bạn nha
muối tiêu chanh, tắm muối tiêu chanh. Đã bà ném bơm với nhãn phụ rồi không luôn bà. Thử ra, thử ra. Ngon quá. Biết bữa nào phụ nó ngon quá. Nó ngon ta. Thử nữa đi. À, chắc bữa nào phụ nó ngon nữa quá. Chắc nữa. Con chắc mà, bây giờ miếng vô thấy ngon ngon rồi đó. Thơm. Thơm quá bạn à. Thơm. Thơm. Thơm không? Cái này ngon không? Ngon. Con cũng ngon nữa. Chừng nóng nè. Này khỏi chấm. Khỏi chấm vừa ăn luôn. Không quá. Không quá. Không quá. Quá ngon các bạn ơi. Cái gì cái nướng cái nào cũng vậy, mình nướng là nó ăn ngon nguyên chắc luôn á. Ngọt. Thơm nữa. Nó có mì xả. Mì xả tế với một chao. Chừng nóng. Cắt nhỏ nhỏ cho nó, mà cắt miếng bự quá. Bạn thấy cục này chỗ mấy xả. Ha. Đó rồi. Nè, cục con à. Chầm hết. Nghĩa ăn này xong hồi tối về có khỏi ăn cơm á Nghĩa. Thơm lắm. Ngon. Chú ghét coi mặt con mì. À dạ, chắc cái ghét con mặt con mì vòng vòng á. Chú ghét con mặt con mì. Vịt mập bấy nướng ăn ngon, thịt nhiều. Qua đã, qua đã. Ngon. Gió thổi ngút nang tứ đồ á. Ăn cái này thịt ít da nữa. Ăn cánh cho cái món của nhé cơ. Ăn xem cánh nè. Ồ, nó đã ngàn nghín nè. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Còn phải món này phải công nhận phải ngon thiệt các bạn. Nói thưa dạo này cũng lên tay nghề ghê. Lớp vừa ăn. Bữa ăn món hồi bò mình cảm xúc ăn món 2 hả? Ăn đi. Hả? Ăn đi. Nói nhà bạn ăn món 2 không? Nghĩa là chắc chiều nay khỏi ăn cơm rồi. Quá ngon, quá ngon. Cái này cũng những ngọt thiệt chứ, thật ngon ngay à. Nói già ra nó ăn da không mà nghe già nhắc là nó kéo ăn mà. Nay em đang xếp thịt. Nghe già ăn da cái hồi bữa nào nhổ hết thêm cái răng nữa. Ờ, sáng có nhổ răng không? Sáng ngày mẹ nó bữa nay nhổ răng mà. Có đi không? Nói con nhổ rồi không phải hả? Không tái hả? Hai cái rồi hả? Dạ, coi chừng ăn cái này hồi xích luôn cái kia. Cái răng trên này nó mềm hơn là cái răng này mềm quá trời luôn á. Ăn cái này cho. Có lấy cái ớt hôi lấy cái thịt nữa vậy, răng ngon phải không? Nó rỉ gì. Phải công nhận nó ngọt ngay các bạn ơi, thịt nó ngon gì đâu. Ăn còn đúng chưa? Coi mặt nghẽ mắc cửa. Mặt nghẽ mặt. Mặt nó.
Cái rảnh cái ngon không nhỉ? Quá ngon quá không? Thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video khỏe nha. Mà phải công nhận cái món này ngon thiệt các bạn. Nhìn nướng chao nè, ngọt. Cái gì chứ đồ nướng ngọt, thịt nó ngọt ngay như thơm phức à. À, chào các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye mọi người nghĩa. Bye mọi người ơi. Lo ăn không à, bye mọi người ơi. Thu. Trời ơi, yếu bye mọi người, yếu vậy.